Dạ vâng, cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Hôm nay bên show em tiếp tục lên giới thiệu đến cho bác và anh em hai mẫu laser xanh đỏ để cho anh em chơi những cây condo, những cây FX, những cây Benjamin và những cây truyền thống các bác nhé. Về mẫu laser thì em sẽ cập nhật và báo giá công khai cho các bác, đặc biệt là hôm nay lên cho các bác và anh em một cái mẫu laser lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam, một cái mẫu mới cực kỳ là hot các bác nhé, với một mức giá là vô cùng là hợp lý thôi. Đây, cái laser đầu đạn thì em sẽ giới thiệu sau, vì cái đấy các bác và anh em đã sử dụng khá là nhiều rồi, nó không lạ lẫm gì. Đây, hôm nay em sẽ lên giới thiệu đến cho bác một con laser mới nhất 2024, lần đầu tiên cập bến trên thị trường Việt Nam các bác nhé. Đây, cái mẫu này là mẫu laser ống to Scooper các bác nhé. Đấy, cái con này thì nó khác với những cái con các bác đang dùng và trên thị trường đang có ở cái điểm gì. Thứ nhất là các bác chỉnh tâm nhé, các bác chỉnh tâm này, các bác chỉ cần xoáy đây, đấy, đấy, các bác chỉnh đây, các bác xoáy ở đây nhé, đấy, đấy, ở trong này nó có cá, có lẫy, anh em muốn chỉnh tâm lên xuống trái phải, anh em chỉ cần xoáy ở đây ra, anh em chỉnh ở đây, như là anh em chỉnh kính ngắm luôn nhé, anh em cứ tưởng tượng là ở nhà các bác và anh em chỉnh kính ngắm như nào, anh em chỉnh cái này như thế. Cái mẫu cũ trước đây anh em phải mở cái nắp này ra, anh em cho lục giác vào đây, anh em xoáy nhé. Đây, cái này thì không cần nhé, các bác chỉ cần xoáy đây, xoáy đây, các bác chỉnh nhé. Đấy, rất chỉ là đơn giản các bác nhé. Đấy, đấy, anh em xoáy ra, xoáy vào, anh em chỉnh nhé. Đấy, anh em thấy cá nó chạy chưa? Đấy, đấy, anh em chỉnh nhé, rất chỉ là đơn giản. Đấy, và con này thì có rất chỉ là nhiều ưu điểm các bác nhé. Đấy, thứ nhất là chống nước tuyệt đối 100%, thứ hai chống rung, chống giật, chống ngoại tâm, tia cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đây, phụ kiện đi kèm bao gồm một laser này, một cái lục giác để anh em bắt những cái chân, để anh em bắt những cái chân kẹp dây kẹp nòng các bác nhé. Đây, cái này sẽ có dây 11 cho anh em này, anh em nào chơi những cây FX này có đuôi chuột cho các bác nhé. Anh em nào chơi FX thì anh em có thể lắp những cái còng ôm qua cái bọc cành cho các bác nhé. Đấy, cái lục giác là để anh em xoáy những con ốc này nhé, anh em xoáy những con ốc hãm đó, các bác thấy ok chưa. Đây, cái này có cả sạc pin đây các bác nhé. Đấy, hết pin anh em sạc rất là tiện lợi. Cái mẫu này thì một quả pin anh em có thể dùng liên tục khoảng tầm 6 đến 8 tiếng nhé. Đây, em sẽ lắp thử pin cho bác và anh em xem nhé. Đây, các bác khi lắp pin cái mẫu này các bác lưu ý cho một điều nhé, anh em cho chiều âm vào trong này, chiều dương ra ngoài nhé. Đây, chiều âm vào trong, chiều dương ra ngoài như này, anh em xoáy ra là anh em dùng thôi. Đấy, cái mẫu này thì chống rung, chống giật, chống ngoại tâm, giá cả vô cùng là hợp lý. Đấy, các bác nhìn tia này, tia rất chi là đẹp đúng không các bác. Đây, các bác nhìn thấy em soi nhé, tia rọi rất chi là đẹp luôn cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, cái dòng này tia đỏ anh em chơi ban đêm cực kỳ là chuẩn nhé. Đấy, giá công khai cho các bác và anh em laser ống to, cái này bác nào muốn mua nhé thì các bác bảo là bán cho một con laser ống to mẫu mới 2024 nhé. Con này tia đỏ là 350.000 các bác nhé, 350.000. Mẫu này thì là chống rung, chống giật, chống ngoại tâm, đặc biệt là anh em chỉnh, anh em vặn ở đây cực kỳ tiện lợi nhé. Đó, còn là bác nào lấy chơi ban ngày thì các bác lấy tia xanh cho em nhé, các bác chơi ban đêm thì các bác lấy tia đỏ. Đây, ban ngày các bác lấy tia xanh cho em nhé. Đấy, còn tia xanh thì hiện tại đang được bên em bán giá công khai là 360 các bác nhé, 360.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn tia xanh rất chi là rọi nét đúng không các bác. Đấy, các bác nhìn tia xanh này. Đấy, chuẩn chưa, quá là chuẩn chỉ, đúng cơm mẹ nấu các bác nhé. Tia xanh thì anh em chơi ban ngày cho em nhé, tia đỏ anh em chơi ban đêm nhé. Đấy, vì ban ngày ban đêm, ban ngày thì các bác lấy tia xanh thì nhìn nó rõ, ban đêm các bác lấy tia đỏ thì nhìn nó rõ nhé. Đấy, còn anh em là chơi cả ngày cả đêm thì anh em cũng có thể lấy tia xanh được nhé. Laser ống to mẫu mới 2024, tia xanh là 360, tia đỏ là 350.000 các bác nhé, bao ship tận nhà cho bác. Còn đây, sau nữa lát em sẽ lên thanh lý cho bác một con laser này, laser đầu đạn tia xanh nhé. Đấy, thì lát nữa em sẽ thanh con này, giá thị trường em đang bán 300, lát nữa em sẽ thanh lý cho các bác và anh em giảm giá cho anh em 100.000 nhé. Đấy, giảm giá, thanh lý cho anh em giảm giá 100.000 một con laser này nhé. Đấy, đây, bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em hai cái mẫu laser đầu đạn nhé. Đây, em giới thiệu đến cho bác laser đầu đạn tia xanh trước này. Phụ kiện đi kèm này thì bao gồm một sạc pin này, cái này là kẹp ôm nòng này. Đây, cái này có chân dây 11 và dây 20 cho bác nhé. Có lục giác để anh em chỉnh tâm chỉnh tia. Đây, cái này có đuôi chuột các bác nhé. Đó. Đây, cái mẫu laser đầu đạn thì các bác lấy khá là nhiều này,
anh em cho đầu âm vào trong, chiều dương ra ngoài nhé. Đấy, anh em xếp cái này cho em. Đấy, các bác nhìn laser đầu đạn tia xanh. Đấy, rất chi là nét, nét căng đét luôn các bác nhé. Đó, ok chưa? Hiện tại một con laser đầu đạn tia xanh như này em đang bán giá công khai cho các bác nhé, 300.000 bao gồm các phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Thì em vẫn nhắc lại cho các bác là các bác nào chơi ban ngày thì các bác lấy tia xanh, các bác chơi ban đêm các bác lấy tia đỏ nhé. Đó, đây, bác nào chơi ban đêm nhé thì em lên cho bác con laser đầu đạn tia đỏ giá công khai cho các bác và anh em 260.000 các bác nhé, 260.000. đấy, các bác nhìn tia rọi chưa, đẹp chưa, quá là đẳng cấp, quá là chất lượng đúng không? Đấy, bây giờ thì phục vụ vào, phụ thuộc cho các bác lấy tia xanh hay tia đỏ nhé. Các bác lấy tia xanh thì là 300.000, tia đỏ là 260 các bác nhé. Đây, em sẽ thanh lý cho bác con laser này. Cái này là nó là laser mới các bác, nhưng mà em gửi đi bị khách bom. Thế về thanh lý lọc lá cho anh em, cắt lỗ cho các bác 100.000 nhé. Đấy, cắt lỗ cho anh em 100.000, ok chưa? Con này em đang bán 300.000 thì hôm nay sẽ thanh lý cho anh em 199.000 nhé. Đấy, 199.000 em có một cái duy nhất, lọc lá đến cho anh em nhé. Bán rẻ 100.000 cho các bác và anh em nhé. Nó là laser mới các bác. Đấy, nó không có tật, có lỗi gì đâu các bác nhé. Đấy, em đóng đi cho bác đầy đủ phụ, đầy đủ như này, nguyên đai nguyên kiện, chả thiếu gì cả nhé. Đấy, laser đầu này, tia xanh này. Cái này thì có khả năng để trong lâu quá nó hết pin, em thay quả pin này sang cho bác xem nhé. Đó, đấy, đấy, thay pin cái sáng ngay các bác nhé. Đấy, chẳng qua để lâu quá nó hết pin các bác. Đấy, thanh lý cho em giá 199.000 các bác, 199.000 con này nhé. Đấy, là laser đầu đạn tia xanh, hàng mới đập hộp, thanh lý cho anh em 199.000. Bác nào muốn mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, bên em sẽ ship code COD đồng kiểm sau 3 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Thế nên cho bác được tiền kiểm tra hàng trực tiếp nhất. Đặc biệt cái mẫu mới này thì chống rung, chống giật, chống ngoại tâm. Anh em lắp cho condo cũng được này, lắp cho những cây FX cũng được các bác nhé. Đấy, còn laser đầu đạn thì xanh là 300, đỏ 260. Laser ống to xanh mẫu mới, xanh là 360.000, đỏ là 350.000 các bác nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau.